Toàn xin chào anh chị em đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long Thanh Toàn, nơi ký nhận giới thiệu nhà và đất chính chủ khu vực tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay là Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình miếng đất này. Nói chung là nó đẹp, rẻ, lại ngon. Tại nó đẹp là nó đầu đất và cuối đất nó đều có kinh dẫn nước và thể hiện trên bằng phán hết nghe. Anh chị em mình coi được thì nhanh tay. Và cái miếng đất ngày hôm nay là nó thuộc xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm của tỉnh Vĩnh Long mình. Và cái con đường mà Toàn đang đi nè là con đường cặp kinh và nó thể hiện trên bằng phán, giống như anh chị em mình mua đất ở ngoài là nó có lộ, có đường xá hẳn hoi vậy. Những cái con miếng đất ruộng mà nó có cặp kinh như vậy á thì giống như là một con đường công cộng, không có ai rào, không ai chặn đường này của anh chị em mình được. Bởi vậy quan trọng là đầu đất và cuối đất nó đều có con kinh giống y chang như vậy luôn, thể hiện trên bằng phán mình hết luôn nha. Và đi theo con kinh này nè, khoảng chừng 500m nó sẽ đụng con lộ 3m. Con lộ hiện tại đó là chưa làm nghe, xe ba gác, xe tải nhỏ chạy vô được, và chạy thêm 1,5 cây số nữa mình sẽ là đụng ra ngoài lộ nhựa nghe. Anh chị em mà nó chịu khó xem video của Toàn thiệt là kỹ nghe, xuống coi y chang vậy nữa là chốt luôn nghe, chứ Toàn không có dẫn đi vòng vòng cái miếng đất này được anh chị em mình. Tại vì miếng đất này theo Toàn thì nó rất là rẻ rồi, nhìn theo ngón tay Toàn nó ngang qua luôn, nó ngang dài qua tới bên cái cây cao cao đó anh chị em mình, là nó cạnh ngang của đất mình là nó được 30m. Và cái cạnh ngang cái đầu trên kia nó cũng có con kinh như vậy luôn, đầu trên kia thì nó 29m nha. Bây giờ để Toàn quay tổng thể vô miếng đất cho anh chị em mình xem nè. Và cái ranh đất của cạnh dài của đất mình anh chị em nhìn theo ngón tay Toàn nha, nó giờ chạy thẳng hoài lên tới bên cái chấn mà cái chấn mà xanh xanh anh chị em mình đó. Tới đó có cái con rạch nó ngang qua luôn tới bên cái lùm cây bên đây, đầu trên đó là 29m nha anh chị em mình. Và chạy xuôi theo cái bờ đó dài xuống luôn nha, xuống tới cái chỗ cái cây cao cao đó. Nói túm lại là hai cạnh dài của đất mình một cạnh là 312m, một cạnh là 315m. Nói chung hai cạnh dài lệch nhau có 3m thôi. Nói chung miếng đất này là hình chữ nhật, nói chung nó cực kỳ đẹp nha anh chị em mình. Và khi cái kinh này nè nó thể hiện trên bằng phán, anh chị em mình có quyền sở hữu nửa con kinh này. Anh chị em mình dài vô tới đất lúa này là phần sở hữu của mình, và phần này anh chị em cũng không được rào người khác luôn, thuộc dạng là kinh thể hiện trên bằng phán, là giống như một con đường và con đường công cộng vậy đó, phải để cho người ta đi nha, không ai rào được mình. Đồng thời mấy miếng đất ngoài kia nó cũng không có quyền rào mình luôn. Và tổng hết diện tích của miếng đất ngày hôm nay là 9.027m đất, hiện tại là trồng lúa nước. Mấy anh chị nào phải có sở hữu đất lúa mới được mua đất này nha. Và chủ kêu bán với cái giá là 130 triệu cho 1.000m², là tương đương hết cái miếng 9.027m này với cái giá là 1.173 tỷ thôi nha anh chị em mình. Giấy tờ thủ tục chuyển nhượng thì bà nói bà bao cho anh chị em mình thôi, nó giống như là tiền thế má bà bao nha, sổ anh chị em mình phải tự làm nha, nói chung thế má là bà bao thôi. Giá này bà nói là giá chốt của bà luôn á nha anh chị em mình, coi được thì nhanh tay. Cái miếng đất này theo Toàn nó lợi thế là đầu đất tới cuối đất nó đều có con kinh thể hiện trên bằng phán mình luôn. Và con kinh này giống như là chị em mình mua đất nền ở ngoài có đường lộ vậy đó. Nói chung miếng đất này giống như là đầu đất cuối đất đều có lộ, con đường này là công cộng. Anh chị em mình không được rào người ta nghe, để cho người ta đi nha. Người ta cũng quyền rào anh chị em mình luôn. Và cạnh ngang của đất mình nó qua tới cái lùm cây đó anh chị em, là hết cạnh ngang của đất mình. Bây giờ để Toàn quay tổng thể vô miếng đất cho anh chị em mình xem nè. Và cũng từ cầu Cần Thơ anh chị em mình qua đây thì mất 1:30 chạy xe nha. Khoảng cách của nó là 55 km. Cầu Mỹ Thuận nó dài lên tới trên đó luôn nha anh chị em mình. Tới cái chớn mà nó lùng lùng, phải chớn cây cao nha, chớn cây cao là xa lắm rồi, chớn mà thấp xanh xanh lùng lùng dưới. Cầu Mỹ Thuận vô đây thì mất 1 giờ đồng hồ nha anh chị em mình. Khoảng cách nó là 45 km. Bến xe miền Tây về đây thì 3:10 chạy xe nha. Khoảng cách của nó là 132 km. Miếng đất ngày hôm nay theo Toàn thì nói chung miếng đất mà dầm tầm giá 130 triệu này thuộc dạng bây giờ rất là khó kiếm nha. Anh chị em mình coi được thì tranh thủ, lợi thế là đầu đất cuối đất đều có kinh hết.